Rồi ha, nhưng mà mình thân chào anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ trả lời cái anh đó là ảnh có hỏi là ảnh có chiếc quay 2019, bây giờ là ảnh muốn lên sạc Atila để đi đèn xenon hay là gì á được hay không? Thì mình cũng xin trả lời là theo cái tầm hiểu biết của mình thôi. Đó. Thì quay 2019 thì anh em biết là xài là sạc đồ á. Thì thôi để từ từ đi ha, để bây giờ là mình sẽ để trước khi mà trả lời cái câu hỏi của anh á, thì ảnh cũng có lên trên Face anh hỏi thì có rất là nhiều cái ý kiến của anh em. Thì bây giờ là để làm sáng tỏ này, thì trước hết á thì mình sẽ cho anh em coi câu hỏi, và mình sẽ cũng như thường lệ là mình sẽ cho anh em coi những cái bình luận của những anh em trong hội. Sau đó mình sẽ phân tích bình luận và sau đó là mình sẽ kết bài cho anh em coi ha. Thì cái quay này mình thì nói chung là lên sạc AT thì được á, nhưng mà lên như thế nào thì bây giờ anh em coi nha. Rồi những cái bàn luận rộng ra của mình đó để anh em coi anh em hiểu ha. Rồi đó là cái câu hỏi của ảnh. Thì ở đây là nếu mà mình gắn xenon thì dĩ nhiên là mình phải lên sạc, tại cái xenon này mình hồi đó giờ mình chỉ gắn đèn led thôi chứ mình chưa có gắn xenon. Nhưng mà đa số xenon là nó thứ nhất á là cái chó nó đó là anh em phải cái chó rin ha, chó rin là thứ nhất. Thứ hai là đèn xenon nó tỏa nhiệt rất là nóng và nó rất là hao điện ha. Đó. Anh em lưu ý mấy đó nha. Bây giờ anh em coi những cái bình luận nha. Rồi đó là những cái bình luận của mấy anh em trong hội. Thì cái đèn xenon á, cái đèn xenon thì mình nói trước rồi, thì là cái dòng điện nó tiêu thụ rất là lớn, anh em lên sạc nó mới đủ điện để chạy. Thì ảnh có hỏi là bây giờ là chiếc xe của ảnh là cái bình trong đó là 3,5 hay là 4 ampe, 5 ampe gì á, 3,7 gì á, là cái loại bình nhỏ, xài bình nhỏ. Thì bây giờ là có cần thiết là phải thay bình 7 ampe giống Attila hay không? Thì mình sẽ trả lời từng cái. Thì có nhiều anh em ở trong hội là trả lời cũng đúng rồi đó, nhiều anh em nói là phải thay bình, tại vì có nhiều hồi đó mình sửa xe cho nhiều anh em, thì ở trong lúc mình sửa đó thì anh em có lên bình lớn đâu, nhưng mà xin thưa anh em á là lên xenon á thì không có cần mà phải thay bình đâu. Bình 4 ampe 5 ampe là đủ rồi, bình riêng của nó là đủ rồi. Tại vì cái ampe nó tượng trưng cho, nó biểu thị cho là cái tích trữ cái điện thôi. Chứ ampe bao nhiêu cũng vậy, là cái hiệu điện thế nó đều như vậy. Cái cường độ dòng điện nó qua là như vậy thôi, nhưng mà thí dụ như là cái ampe nhiều đi thì cái thời gian nó tích trữ điện nó nhiều. Thí dụ như là cái bình 7 ampe đi thì mình thắp sáng một cái, ví dụ mình bấm đề đi, mình bấm đề hay là mình thắp sáng một cái bóng bóng đèn.
thì nếu mà bình 4 ampere thì nó sẽ thấp, ví dụ thôi là 5 phút, nhưng mà bình 7 ampere thì nó có thể là thấp được 10 phút nó mới lưu bóng đèn, là cái khả năng mà tích trữ cái dòng điện ở trong cái đó nó nhiều thôi. Y như là ví dụ mình uống ly cà phê ngày 7.000 này, nhưng mà 10 ngày là 70.000, thấy không? Đó, 10 ngày 70.000 thì mình có 70.000 thì mình xài được 10 ngày, một ngày 7.000. Nhưng mà mình ví dụ cái bình lớn hơn thì ví dụ mình là cái tích trữ ampere này, mình tích trữ tiền thì là mình 140, thấy không? Thì mình uống được 20 ngày vậy thôi, không có gì hết, bình thường nha. Rồi thì cái đó thì nếu mà anh em lên sạc AT á, để xài xenon á, thì anh em gắn led được rồi. Bây giờ có nhiều cái loại led nó rất là sáng, gắn led nó đỡ hao điện mà nó lại không có bị hư chó nữa. Riêng xenon là phải chó rin, chó lô là nó chảy chó nha. Đó là mấy cái anh em cần lưu ý. Thứ hai nữa là anh em phải lên sạc thì tách mát mâm lửa, giống như lên sạc sạc AT đó, mấy xe rim quay rồi anh em tách mát mâm lửa thì cái dòng xe này tách cũng dễ lắm đó. Còn không á thì anh em ngoài cái sạc AT thì nó hơi bự, hơi gồ ghề, thì anh em có thể là đi sạc E150 đó, rồi hay là sạc sạc của GN, GD gì của Su á, hay là anh em có thể là mình thấy nhiều anh em lên sạc là đi sạc mà khỏi cần đổi rắc sạc, khỏi cần tách mát, anh em sẽ đi sạc Silen Silan đó anh em, nó có bán trên mạng đó, thì cũng ok, tùy theo anh em mà đó. Còn nếu mà đúng nguyên lý thì anh em sợ sạc Silan đó, thì anh em có thể mua sạc GN của Suzuki hoặc là sạc Exciter đó, thì cái đó tùy anh em, tùy túi tiền thôi đó. Riêng mình là nói chung là mình hiểu được thì mình sẽ chế được đó. Đó, cái đó là anh em cần lưu ý ha, thì khỏi cần thay bình, rồi phải tách mát để đi sạc AT. Rồi nếu mà cái mâm yếu quá thì cái mâm mà quay 2019 đó, thì nếu mà xe bình xăng con thì anh em có thể mình mua mâm điện của FI, tại mâm điện với hoa lăng của FI nó chỉ khác nhau cửa thôi. Còn cái mâm điện nó là cái cụm lửa nó giống, nhưng mà cái thằng kia nó quấn là ít dòng hơn, cái thằng bình xăng con nó quấn ít dòng hơn, thì anh em có thể mua của FI để anh em gắn vô, rồi lúc đó là nó phải phát ra cái dòng điện lớn hơn. Rồi đó, cái đó là những cái mà anh em lưu ý ha, thì có cái câu hỏi nó đơn giản mình trả lời như đó thôi. Rồi rồi tóm lại á, là xe quay 2019 mà lên xenon là phải chó rin là thứ nhất, bóng xịn, rồi chó rin bóng xịn, và thì anh em khỏi thay bình cũng ok. Thì anh em cái đó là anh em có thể câu qua rờ le đồ cho nó bảo vệ công tắc đồ, cái đó là trên mạng chỉ rất nhiều mình không nói nữa. Thì mình thân chào anh em đã quan tâm theo dõi, rồi có thể là cái kiến thức này cũng hữu ích cho anh em, để anh em có thể là lên sạc, lên bình, rồi cho lên đèn, rồi cho xe quay 2019. Rồi chào anh em nha.